Xin chào các bạn đã quay trở lại với Minh Song Game Collection. Rồi, hôm nay mình lại chơi con Evil Cloud năm xưa. À không, phải gọi là tháng xưa. Hai tháng xưa. Tức là 2 tháng trước các bạn. Mình đã chơi con này cùng với cái sàn này 2 tháng trước. Đó, và cái con này cũng là nằm trong, cũng là con rắn VIP đầu tiên mà mình đã có. Nhưng thực tế bây giờ mình có mười mấy con lận rồi các bạn. Rồi, là cái con này mình cũng là chơi đầu tiên trong cái clip đầu tiên. Và đầu tiên trong cái clip đó nữa thì các bạn cũng có thể vô kênh mình, bạn coi lại cái clip đầu tiên đó là cái gì. Rồi, và con Evil Cloud này cũng là cái người bạn đồng hành cùng mình suốt 2 tháng làm YouTube đó. Và cái sàn này cũng vậy. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ chơi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ăn tiền. Rồi có pha nào mình sẽ nói cho các bạn nghe. Phải giật gân á các bạn, ví dụ như là quẹo đầu lại mà sống vẫn sống luôn á. Rồi, rồi bây giờ là có khi là con choco gì ta, con choco tobi nha các bạn. Rồi chưa kịp giết nó chết luôn rồi các bạn. Nó chết thì mình đi ăn, xong rồi mình giết con tiếp theo, mình kệ nó. Mình kệ nó đi, đừng quan tâm. Đó, mém nữa là đụng con flower, bạn thấy không? Đó, chỉ vì lo mà nói với bạn một chút mà mém đụng con flower. Đó, mém đụng luôn con capybara đó, bạn thấy không? Chỉ có mình là mới chơi gần được vậy thôi. Chỉ mình chơi là mấy bạn mới thích. Mấy bạn thích mình lòng tiên, mấy bạn thích mình gần là đúng không? Bởi vậy mình nói mà. Đây, bây giờ mình sẽ giết con capybara này nha. Rồi, con capybara lông nâu này. Mà tại sao? Tại sao tôi nhìn cái mặt con capybara thấy nó đần đần sao các bạn? Nhìn cái mặt con capybara nó rất là đần, kiểu giống như là không có nên hồn vậy. Rất là đần đần, ngơ ngơ, thấy bị quấn mà thấy phải gọi là thấy bị quấn mà vẫn cứ ngơ ngơ không biết chuyện gì. Kệ đi các bạn, mấy thằng đần gì mình kệ nó đi. Bây giờ mình đi ăn xác đi các bạn. Chắc con capybara nó chết rồi, tranh thủ ăn bình nhân năm nha các bạn. Rồi ăn tới tấp luôn các bạn ơi. Con rắn đâu ra đẹp giờ các bạn, đẹp quá trời đẹp. Đó, tới khúc này mình phải nó lớn lên cho nó hay. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bạn thấy hay không? Lòn khe là phải lòn vậy đó. Lòn khe là nó phải ghê. Mấy cái khe nhỏ vậy là mình chuyên gia luôn các bạn. Ở đây hơi đông rắn, mình sợ quá bạn ơi. Các bạn giúp mình thoát khỏi đây, cái này là cái mê cung luôn rồi, quá ai luôn. Mình mới giết được con mosaic. Con mosaic đọc ngược lại là Mixao. Biết vậy nãy mình nói là mình đố các bạn Mixao nghĩa là cái gì. Xong rồi mình sẽ kêu các bạn quá hai. Lần đầu mình mới thấy là có hai con rắn chạm mặt nhau. Cái con nó chết các bạn à. Nó chết thì mình đi ăn xác. Đó, bạn thấy không? Bạn không thấy thì có thể tua lại để mà coi. Bạn coi khúc dưới á, dưới là coi con hình gì ta, con màu xanh với màu đỏ quẹt cá coi. Hai con chạm mặt nhau mà con cá coi nó chết các bạn à. Phải nãy mình mép bị nước cục nha các bạn. Nên nãy mình cái giọng mình nó hơi lạ luôn các bạn. Đó, nãy là mình mép nước cục. Rồi, giờ thì đi ăn tiếp rồi, nó nhiều nỗi mức nước cục luôn các bạn thấy không? Nước cục mà nãy mình ăn nó cả là mình nói là mức cục các bạn à. Quá mắc cười các bạn à. Lâu lâu mình ăn nó cà lâm vậy các bạn. Các bạn cũng đã coi những cái clip của mình thì mình hay nói là mình hơi ăn nó cà lâm một chút, bạn thông cảm. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi coi con Death Head này nó chết chưa để mà mình quét. Rồi, và cuối cùng con Death Head này nó cũng đã chết rồi. Nhưng mà khoan đã, trong clip thì mình phải kêu các bạn nhớ subscribe cho mình nhé, nhớ like luôn, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Đó, thank you for me. Thank you and you. Nó phải như thế đó. Nó phải tiếng Anh.
nên nó không tiếng Việt các bạn ạ. Rồi bây giờ thì đây mình sẽ đi giết con Pinky. Trời đây đông rắn quá bạn ơi, cứu mình, lò khe này được không nhờ, tăng tốc qua luôn các bạn ạ. Ui trời ơi, tức quá bạn ơi. Mà thôi, bye bye các bạn nha, clip đến đây hết rồi.